Các nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa yêu cầu FBI cung cấp tài liệu được cho là chi tiết về kế hoạch nghi phạm tội liên quan tới Tổng thống Mỹ Joe Biden. Cụ thể, Chủ tịch Ủy ban Giám sát Hạ viện Mỹ James Comer và Hạ nghị sĩ Chuck Grassley ngày 3 tháng 5 đã gửi yêu cầu cho Giám đốc Cục băng điều tra liên bang FBI Christopher Wray và Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland cho biết họ đang tìm kiếm tài liệu mẫu FD-1023 do FBI soạn thảo. Theo đó, ông Comer và ông Grassley cho rằng tài liệu có mô tả chính xác về cách thức thực hiện kế hoạch nghi phạm tội cũng như mục đích phạm tội. Các nghị sĩ Cộng hòa cho FBI một tuần để thực hiện các yêu cầu, song không nêu chi tiết về bất cứ cáo buộc nào nhằm vào Tổng thống Mỹ Joe Biden. FBI soạn tài liệu nói trên vào tháng 6 năm 2020, trong đó có thông tin của người tố giác rằng cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden và một công dân nước ngoài liên quan đến việc dùng tiền đổi quyết sách. Ông Biden giữ chức Phó Tổng thống Mỹ từ năm 2009 đến năm 2017. Đây là lần đầu tiên phe Cộng hòa đề cập trực tiếp tới Tổng thống Biden trong yêu cầu FBI cung cấp tài liệu ngày 3 tháng 5. Động thái này được nhận định là bước leo thang trong nỗ lực của phe Cộng hòa nhằm tìm bằng chứng về hành vi sai trái của ông Biden. Trong khi đó, các đảng viên Dân chủ cho rằng hoạt động trên nhằm làm suy yếu các hoạt động điều tra đang diễn ra về hành vi sai trái của cựu Tổng thống Trump, trong đó có vụ bạo động tại khuôn viên Quốc hội Mỹ vào năm 2021, cũng như làm phức tạp tình hình trước cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.